Alo, 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 alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Testing, testing. Các quý vị có nghe được âm thanh và hình ảnh rõ hay không? Nếu các quý vị nào nghe âm thanh và hình ảnh rõ, gửi cho Nguyên một cái tín hiệu. Wow, cảm ơn nhiều. Vậy mình làm lại nha. Hiện bây giờ chúng ta sắp sửa là giờ của Ấn Độ đó, là chúng ta sắp sửa 10 giờ giờ của Ấn Độ. 5 phút nữa là 10 giờ. Và các quý vị tại Việt Nam là 11 giờ rưỡi giờ của Việt Nam. Các quý vị tại Hoa Kỳ hiện bây giờ đã chiều là 9 giờ rưỡi chiều, phần lớn là ở khu vực California. Ở tại New York thì là 12 giờ khuya rồi. Và bây giờ chắc là kỹ thuật các quý vị đã nghe rồi, đã thấy nhiều chuỗi ok và số 1. Lúc nãy cái mic của Nguyên nó chưa có bật động lên. Cáo lỗi cùng các quý vị. Và tin nóng đã đến. Tin nóng đã đến ngay chăng ngày hôm nay, ngày 16, thứ sáu ngày 19 tây tháng 4 năm 2024, tin nóng đã đến các quý vị. Lúc nãy Nguyên viết một cái tựa mà Nguyên đổi liền. Vì Nguyên mới vừa nhận một cái bản tin, Nguyên đổi liền các quý vị. Do Thái đã đáp trả lại Iran. Wow. Do Thái đã đáp trả lại Iran. Và hiện bây giờ cái tin này nó chưa loan tả ra bất cứ cái gì cả, chỉ có những cái đài Mỹ đã đưa thôi. Chỉ có ngày Mỹ đã đưa. Nhiều đài Mỹ đã đưa. Chắc quý vị, hình như cái đường mạng của Nguyên nó bị trục trặc. Chắc quý vị, cho Nguyên hỏi là vấn đề âm thanh và ánh sáng có bị không? Ok. Cái điều mà chúng ta đang lo ngại nhất đó là cái sự đáp trả qua lại của hai quốc gia này. Cho Nguyên nhắc lại là Iran đã cảnh cáo Do Thái rằng chỉ cần một hành động nhỏ của Do Thái nó sẽ dẫn đến cái cuộc đáp trả ngay lập tức mà mạnh mẽ hơn gấp 10 lần cái đợt trước. Và cái lời cảnh cáo của Iran nó đã không làm cho Do Thái sợ hãi. Và những lời khuyên răn của Tổng thống Joe với nhiều lãnh tụ khác trên thế giới cũng không làm hạ đi cái sự cơn giận dữ của Do Thái. Và sáng ngày hôm nay, Do Thái đã tấn công Hỏa Tiễn, vì là cái bản tin rất là mới, chúng ta không nhận quá chi tiết. Hiện bây giờ chỉ có ba đài Mỹ đưa, Tòa Bạch Ốc vẫn giữ im lặng. Tòa Bạch Ốc vẫn giữ im lặng về cái bản tin này. Hiện bây giờ Tòa Bạch Ốc đang báo động nhưng không biết là phải phản ứng như thế nào. Không biết phản ứng như thế nào và cũng không biết là Iran phản ứng như thế nào. Theo nguồn tin cụ thể cho biết là Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không của mình ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Thì Nguyên đã nói rồi, cái vấn đề này nó không đơn giản, nó kết thúc ở đây. Tình hình của thế giới ngày hôm nay nó bất ổn. Và cái tình hình của thế giới nó căng thẳng, nó có thể dẫn đến nó nhiều cái thảm họa mà chúng ta lo lắng. Cái đầu tiên nhất cho Nguyên nói đó là cái vấn đề kinh tế. Và cái vấn đề lớn hơn cái kinh tế đó là cái cuộc tham chiến của Mỹ và của những cái thế lực của Iran sau lưng không ai xa lạ, chính là Nga và Trung Quốc. Và nó thể dẫn đến cuộc chiến tranh toàn vẹn trên toàn lãnh thổ, toàn cầu, người ta kêu là đệ tam thứ chiến. Và bây giờ thì chúng ta không biết cái hậu quả của cuộc tấn công vừa qua Iran có bị tổn hại gì hay không, vì trong Nguyên nói tin nó quá hot, nó quá nóng. Nguyên cũng không có nhận được cái gì ngoài cái báo cáo sơ bộ hết. Nguyên không có nhận bất cứ cái gì ngoài cái báo cáo sơ bộ hết, mà cái hình ảnh duy nhất mà Nguyên có được là cái hình ảnh này. Và Nguyên cũng không rõ là cái tình trạng của Iran nó như thế nào và cái quy mô của Do Thái tấn công là bao nhiêu. Bây giờ phải làm sao anh Nguyên ơi, hả? Cái này nó chưa, bây giờ phải coi cái đáp trả của Iran đã mới biết được. Vì nếu mà Iran nói được mà làm được, Iran đáp trả lại với cái quy mô lớn, thì ngày hôm nay Tổng thống Joe đã nói cái gì? Tổng thống Joe đã nói rằng là chúng ta không muốn có một cái cuộc leo thang ở tại khu vực Trung Đông.
Nhưng nếu Iran tiếp tục có những hành động tấn công vào Do Thái, chúng ta không thể khoanh tay làm ngơ và chúng ta bắt buộc phải bước vào cuộc chiến tranh trực tiếp với Iran. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Joe mới trên đài đây, mới trên đài chiều ngày hôm qua. Mấy bác ở Mỹ là nghe phát biểu của Tổng thống Joe trên đài mới chiều hôm qua, ông ta bị ông phỏng vấn. Và ông ta nói ông ta không có thể khoanh tay đứng nhìn và thấy cái tình trạng mà Iran tiếp tục tấn công vào Do Thái. Và Trung Nguyên nói là cái cuộc này đó giống như là Tổng thống Joe đã mở một cái cánh cửa để cho người ta biết được là đất nước Mỹ có thể tham chiến nếu Do Thái bị tấn công tiếp tục. Thì ngay sáng ngày hôm nay, Do Thái đã bắn qua bên Iran này. Và có nghĩa là Nguyên không biết là Do Thái đang muốn ép Mỹ vào cuộc chiến. Vì nó quá trùng khớp, chiều ngày hôm qua, chắc như vậy, Tổng thống Joe trả lời trước báo chí, cái câu nói ông ta nói nguyên văn ha, cho Nguyên ha, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi Iran tiếp tục tấn công vào Do Thái. Và cái điều đó nó sẽ dẫn đến chúng ta bắt buộc phải bước vào cuộc chiến tranh để bảo vệ Do Thái. Đây là lời nói trực tiếp của Tổng thống Joe chiều ngày hôm qua trên nhiều đài Mỹ đã công chiếu. Thì sáng ngày hôm nay Nguyên ngủ thức dậy, Nguyên đang đọc báo làm chương trình, Nguyên đang đưa cái tựa đề của Tổng thống Joe lên phát biểu. Nguyên tính làm đó làm cái tựa đề. Thì ngay lập tức Nguyên nhận một cái bản tin là Do Thái tấn công. Chết, cái này xong rồi. Cái này không biết các quý vị, bây giờ cho Nguyên bỏ cái này xuống chút xíu. Theo các quý vị, bây giờ Iran dám thực thi lời hứa của mình không? Bây giờ theo các quý vị là Iran dám thực thi cái lời hứa của mình không? Bây giờ Nguyên không biết là Iran có thiệt hại cái gì thì Nguyên hoàn toàn không rõ, vì cái tin nó Nguyên nói là quá mới, nó không có một cái chi tiết gì hết. Cả báo chí của Iran nó cũng không, Nguyên cũng không thấy đưa. Nên là Nguyên cũng không rõ tình trạng nó như thế nào. Theo các quý vị là Iran nói được làm được, vì Iran nó là chỉ cần một hành động nhỏ của Do Thái thôi là sẽ có cuộc đáp trả ngay. Và bây giờ là hành động có rồi đó. Hành động bây giờ là có rồi đó. Bây giờ Iran mà nói được mà không làm được đó, thì người ta sẽ khi dễ. Mà đáp trả thì có nghĩa là trực tiếp xung đột chiến tranh, và hai bên sẽ bắt đầu đáp trả qua đáp trả lại, và Mỹ thì không thể đứng ngoài cuộc được. Tình hình căng quá. Cũng giống là Nguyên ơi, anh Nguyên ơi, làm sao đây? Bây giờ phải coi Iran làm cái gì mới biết. Phải coi cái quy mô của Iran có đáp trả hay không, mà đáp trả với quy mô như thế nào, và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng như thế gì. Còn bây giờ thì chúng ta hoàn toàn ở trong một cái giai đoạn hồi hộp lắm. Và Nguyên bảo đảm với các quý vị, cái bữa nay giá dầu quả nó sẽ lên nữa rồi. Cổ phiếu bữa nay nó sẽ lõ lờm. Thị trường cổ phiếu bữa nay chúng ta là bữa thứ 6. Thị trường cổ phiếu sẽ đóng cửa khá sớm. Nhưng mà cổ phiếu nó sẽ bắt đầu bùm. Nó sẽ là bốc phát nữa. Bây giờ là cái tình trạng có nghĩa là với Dương Nguyên ha. Theo cái suy nghĩ của Nguyên đó, Mỹ đã có ý định vào cuộc chiến này. Vì nếu Mỹ không có ý định vào cuộc chiến này thì Tổng thống Joe Biden đã không có phát biểu cái câu đó ngày hôm qua. Vì ngày hôm qua là Tổng thống Joe đã cố tình mở một cái cánh cửa để cho thế giới thấy là Mỹ có thể tham chiến vì một cái nguyên nhân là tình trạng leo thang và Iran tiếp tục tấn công vào Do Thái. Và cái điều mà Do Thái trả đũa, mà Do Thái đã công bố là họ thế nào cũng trả đũa, họ không buông bỏ, và cái hành động vừa qua nên là họ sẽ trả đũa. Thì chúng ta bây giờ trái banh hòa bình của thế giới nó không nằm ở tại Do Thái nữa, mà nó nằm ở tại Iran. Và bây giờ coi ông Iran ổng có quyết định tham chiến vào cuộc chiến tranh này không. Bây giờ ông Iran ổng có quyết định tham chiến hay không? Cô chú anh chị em,
tin được mấy tiếng trước rồi. Các quý vị à, tin ở Mỹ nó được loan tả ra mấy tiếng trước, nhưng mà các quý vị phải hiểu là nguyên là có giờ giấc của Ấn Độ nha, nguyên cũng phải lên đúng giờ, đúng cái chương trình của mình, chứ không phải là muốn lên là lên rồi khán giả ai cũng biết giờ để mà lên. Còn phải giờ ăn, giờ ngủ, giờ làm việc nữa. Nguyên đặc biệt là Nguyên đang ở một cái nơi xứ lạ quê người nữa, các bác đừng có đòi hỏi tin chạy 1-2 phút, 1-2 phút nha mấy bác. Mấy bác cô giống Nguyên là 3 đầu 6 tay vậy đó. Mấy bác đòi hỏi, nhiều khi cái sự đòi hỏi của mấy bác nó quá đáng. Mấy bác tin mấy tiếng đồng hồ rồi mấy bác còn chưa thỏa mãn nữa. Tin 1-2 tiếng đồng hồ bác chưa thỏa mãn mà các bác còn muốn đòi tin 1-2 phút nữa. Mấy bác làm giống như Nguyên là con sâu ở trong bụng của chỗ Thái vậy đó. Biết chừng nào họ bắn, biết chừng nào họ bắn là Nguyên báo cáo cho mấy bác luôn. Mấy bác, Nguyên chưa có học được phép tài thiên đại thánh đâu nha. Nguyên chỉ làm theo cái khả năng của mình, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà mình đang còn đi du lịch và trích thời gian của mình ra còn phục vụ cho mấy bác, đặc biệt là những bản tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nguyên đảm bảo đó với bạn là cả luôn những tin Việt Nam họ còn chưa đưa, mà Nguyên đã đưa cho các thư vị. Nguyên nói chỉ có 3 đài Mỹ đưa thôi, mấy bác ở Mỹ sẽ nhận trước 3 đài Mỹ đưa mà Nguyên mới vừa nêu tên lên đó. Thôi mình bỏ qua cái chuyện tin lẻ tin nóng, nó không quan trọng. Nó quan trọng là cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Để chúng ta hiểu được là trong cái bối cảnh ngày hôm nay, thế giới nó quá trời căng thẳng. Thế giới nó quá trời căng thẳng. Nó không giống như hiện bây giờ các quý vị. Thế giới bây giờ nó đi vào một cái giai đoạn vô cùng bế tắc. Nhưng mà đợt này thì khác hoàn toàn. Nguyên nghĩ đợt này Iran sẽ trả giá rất là đắt nếu Iran tấn công vào Do Thái. Vì chúng ta thấy rõ được á, là cái cuộc tấn công của Iran vừa qua, Iran, Do Thái được sự yểm trợ của nhiều lực lượng, trong đó có Mỹ, có Anh Quốc, có Pháp và đặc biệt là nước Đức, Jordani. Bữa nay thì người ta ca ngợi rất là nhiều cái tư vậy, Nguyên không biết có phải thật hay không. Thì báo chí của Jordani và báo chí của thế giới, nó nói là cái cô, để Nguyên lấy cái tấm hình của cô này, cô công chúa của Jordani, cô công chúa của Jordani, lái phi công cơ chiến đấu và đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Iran. Đó, thì các quý vị cũng biết á, là Iran họ khi họ bắn vào Do Thái đó, thì quả tiễn và máy bay của họ đi bay trên bầu trời của Jordani. Và cái cô công chúa xinh đẹp này đó, cổ lái máy bay. Đó, cái hình ảnh cậu có không ta? Nguyên nhiều khi Nguyên để cái hình ảnh đâu là Nguyên dẹp nó mất tiêu là nhiều lắm. Nhiều tài liệu quá Nguyên lấy xuống rồi Nguyên bỏ ở đâu rồi mỗi lần kìm là một Nguyên khổ. Để chiều nay Nguyên đưa cho các quý vị cô gái khá là xinh đẹp. Công chúa nha. Công chúa. Công chúa của Jordani. Người ta đang tân bốc cổ rất là nhiều. Và chính phủ Jordani đã nói lý do tại sao họ bắn. Tại sao họ bắn quả tiễn của Iran mà họ bắn quả máy bay không người lái của Iran. Là bởi vì họ nói rằng á, đất nước của họ, không phận của họ không phải là sân chơi golf, không phải là cái sân chơi của Iran, muốn làm cái gì thì làm, muốn đánh cái gì vô thì đánh, muốn bay ngang thì bay ngang. Đó, vì khi lúc mà Iran tấn công vào Do Thái, Iran không có mượn đường bay, Iran không có mượn đường bay, Iran không có xin phép. Và khi đó Iran bắn một cái số lượng cực kỳ là lớn qua ngang bầu trời của họ, nên họ bắt buộc phải phản kích và bảo vệ không phận của mình. Nên họ đã hạ gục một số lượng máy bay mà quả tiễn của Iran. Và cái cô mà công chúa xinh đẹp kia đã được người ta tân bốc, cô ta đã đạt được nhiều cái thành tích trong cái cuộc chiến vừa qua. Và Jordani cảnh cáo Iran không tiếp diễn cái hành động này nữa. Thì nói chung chung là Jordani cũng thân Mỹ, Jordani cũng là đồng minh của Mỹ, và chúng ta thấy rõ được là ở khu vực này thì Jordani đã vô tình bảo vệ được Do Thái. Ây da. Và chúng ta thấy nếu mà như vậy đó thì mai mốt Iran đáp trả bằng cách gì? Vì giữa diện tích Iran và Do Thái nó cách nhau 1.000 mấy trăm cây số. Iran muốn bắn
Mà nếu dọc đường những cái quốc gia chuyên ngăn chặn thì nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều cái cuộc thành công của Iran để làm tổn thương. Khi lúc đó Iran không phải là một mình, xin lỗi, Do Thái không phải là một mình, Do Thái còn có Mỹ, còn có Anh Quốc và còn có Pháp hiểm trợ. Vậy đợt này là Iran gãy gan rồi, bảo đảm với các quý vị luôn. Đợt này mà Iran bị Nga xúi dục, bảo đảm với các quý vị là Iran bữa nay là điện thoại cho Tập Cận Bình, điện thoại cho Putin tiếp tục. Điện thoại cho Tập Cận Bình, điện thoại cho Putin tiếp tục và năng lý. Nãy cho bạn thấy không? Cô công chúa nó được nguyên vớt luôn. Vớt được là vớt liền. À, vớt công chúa ngu gì không vớt. Nhưng mà nghe nó cũ lái máy bay ghê quá. Tình trạng của thế giới đang cực kỳ là căng thẳng trong một cái giai đoạn chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đất nước Mỹ cũng có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Tình trạng hiện bây giờ Nguyên nói là báo động đỏ trên cả toàn cầu. Nguyên ấy, Nguyên sắp sửa về lại khu vực châu Âu. Nguyên phải bay ngang Trung Đông. À, sao Nguyên ngán ngán các vậy? Bầu trời ở tại khu vực Trung Đông bây giờ là nó hơi bị nguy hiểm á. Cái bầu trời ở khu vực Trung Đông bây giờ nó không được an toàn cho lắm. À, bầu trời hiện bây giờ nó không được an toàn cho lắm các quý vị nhé. À, bầu trời Trung Đông Nguyên không biết là nếu tình trạng xấu đi thì những cái chuyến bay nó có bị đình hay không. Vì có trong thời gian gần đây thì nhiều chuyến bay ở khu vực nó đã không bay đến rồi. Ở khu vực mà nó cho là nguy hiểm đó, nó đã không bay rồi. À, và bây giờ cái tình trạng ngày hôm nay nó bộc phát nữa. Wow. Wow. Hay, nghe thấy tình trạng của thế giới là chuẩn bị. Nên là Nguyên không hối hận đi cái chuyến du lịch này. Vì Nguyên không biết là trong thời gian sắp tới Nguyên còn có thể đi được nữa hay không. Nha. À, nên là Nguyên thấy tuy rằng đi cái chuyến này thì Nguyên tốn kém cũng nhiều. Chi phí rồi tốn kém cũng nhiều. Rồi trục chặt cũng nhiều. Nói chung chung là bởi vì Nguyên không có chuẩn bị trước. Nguyên đi với một cái tư thế mà không có lo lắng gì hết. À, cứ đi tới đâu hay tới đó. Cái kiểu mà lục bình trôi đó. Nằm ở trên lục bình trôi đó. Nhưng mà cái bối cảnh thế giới ngày hôm nay Nguyên nghĩ là trong tương lai Nguyên không có thể đi kiểu đó được. À, trong tương lai là thế giới nó sẽ ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là nguy hiểm. Nền kinh tế nó cũng có thể là ảnh hưởng cực kỳ là lớn đến trên cả toàn cầu. Và nó dẫn đến nhiều vấn đề lo toan về lạm phát, đủ vấn đề khác. Và nó xảy ra bất cứ nước nào cả. Tuy rằng các quý vị cũng biết là Mỹ đã làm tối đa để mà năn nỉ Do Thái không bắn. Trong Nguyên nhắc nha, Mỹ và Anh Quốc mới vừa trừng phạt Iran rất là nặng nề. Trong đó nó trừng phạt 16 vị quan chức của Iran. Trừng phạt vào tập đoàn công ty sản xuất máy bay không người lái của Iran. Trừng phạt vào tập đoàn công ty về vấn đề sản xuất xe hơi của Iran. Trừng phạt vào những vấn đề kinh tế nặng của Iran. Washington và London đã bắt tay với nhau đưa ra những lệnh trừng phạt cực kỳ là nặng nề. Nhưng cũng không có làm hài lòng Do Thái vì cái sự tức giận vừa qua. Cả luôn ngày hôm nay tại Liên Hiệp Quốc, người ta muốn Palestine được có một cái ghế ở tại Liên Hiệp Quốc. Mỹ vì Do Thái, Nguyên phải nói thẳng nha, Mỹ vì Do Thái đã bỏ phiếu phủ quyết không cho phép. Mỹ làm những cái hành động đó mục đích là gì? Mục đích chính là muốn cho Do Thái bớt đi cái cơn giận mà Do Thái bỏ qua cái chuyện trả thù Iran mà thôi. Mỹ đã làm đủ nỗ lực để mà xoa dịu bằng vấn đề ngoại giao, bằng những lệnh trừng phạt, bằng những hành thức này, hành thức kia. Cả luôn Mỹ đã bác bỏ Palestine trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc. Để cho các quý vị biết là Mỹ đã bất chấp mọi thủ đoạn. Vì cái điều mà Palestine có đủ điều kiện để trở thành viên của Liên Hiệp Quốc. Và Mỹ trong quá khứ đã đồng ý điều đó. Nhưng bởi vì cái bối cảnh ở tại Trung Đông ngày hôm nay, Mỹ muốn cho Do Thái không trả đũa cho Iran. Nên là Mỹ đã làm cái điều đó chiều ngày hôm qua ở tại Liên Hiệp Quốc. Và cái điều làm cho người ta rất là gây sốc. Cả Mỹ khi bỏ cái lá phiếu phủ quyết, nguyên cái Liên Hiệp Quốc họ ta nhìn Mỹ với một cái mắt trầm trồ. Người ta không ngờ Mỹ đã quyết định điều đó. Mỹ đã bị người ta lên án và chỉ trích rất là nặng nề trong cái cuộc phủ quyết về vấn đề Palestine.
Cái lý do mà Mỹ phải bị người ta chỉ trích, mà Mỹ làm gì, là mục đích chính của Mỹ là muốn cho Do Thái bỏ qua cái chuyện của Iran. Nhưng mà ông Do Thái, Nguyên nói ông Do Thái, ông muốn khiêu khích, ông muốn chiến tranh. Nguyên nói là cái mưu đồ của Do Thái, vì Do Thái muốn lợi dụng Mỹ để giải quyết hết tất cả kẻ thù ở khu vực. Nguyên nghĩ là cuộc chiến tranh này là Do Thái đang muốn lợi dụng Mỹ để giải quyết hết tất cả những kẻ thù tiềm năng của Do Thái, và Do Thái muốn diệt cỏ tận gốc một lần, không muốn có một cái sức mạnh nào có thể đe dọa đến Do Thái được nữa, mà Do Thái đang lợi dụng vì biết Mỹ không thể bỏ Do Thái được. Và làm cái điều đó là làm đang ở trong một cái giai đoạn, một cái bài toán mà Nguyên không biết là Do Thái tính như thế nào. Nguyên không biết là cái bài toán mà Do Thái đã tính như thế nào mà Do Thái đã mạo hiểm đến như vậy. Và cái mạo hiểm của Do Thái đã làm cho cả thế giới ngày hôm nay đau đớn. Cả thế giới. Chứ không riêng biệt gì bất cứ ai, các thân vị. Nguyên bảo đảm như vậy, từ đây đến chiều, báo chí nó đưa đủ thứ quốc gia hết. Cả thế giới bắt đầu đi họp. Liên minh NATO họp, Hoa Kỳ họp, G7 họp, ui, Trung Quốc họp, Nga họp, ông của tội hết. Và bây giờ thế giới chúng ta quay trở lại cái giai đoạn báo động đỏ nguy hiểm nhất có thể nữa rồi. Lúc nãy trong cái khảo sát và cho Nguyên cho khẳng định điều nữa là Nguyên, các người có nhiều người nói là Iran không dám đâu. Chưa chắc. Các quý vị đã phóng đoán sai lầm rất là nhiều lần về Iran rồi. Chúng ta khúc đầu với, có, chúng ta cũng làm cái khảo sát là Iran không có dám tấn công vào Do Thái đâu, Mỹ đã răn đe rồi. Mỹ đã răn đe rồi, Mỹ đã răn đe rồi. Các cô chú và anh chị em, Mỹ đã răn đe rồi. Mỹ đã răn đe rồi, nhưng mà không biết các cơ vị, Nguyên nó đừng có nói chi là Iran, một cái thế lực nào đó nó đang núp gần Iran, nó bắn thôi, nó đổ lỗi cho Iran thôi cũng đủ chết rồi. Một cái thế lực thứ ba mà Nguyên nói ném đá giấu tay đó, nó đang xúi dục cái cuộc chiến này mà. Các quý vị cứ thấy rõ đi, cái cuộc chiến tranh này ngày xưa nó nhỏ lắm, nó chỉ là cái cuộc chiến với Hamas thôi. Rồi ai xúi dục Hamas? Một cái lực lượng yếu kém, không có những vũ khí hàng nặng, mà đi tấn công vào khủng bố và Do Thái làm cái gì? Các quý vị phải biết là cái câu chuyện từ Hamas đó là một cái âm mưu rồi. Cái vấn đề của Hamas là một cái sự âm mưu rồi. Một cái thế lực Hamas yếu kém như vậy, lấy trứng chọi đá với cái thế lực Do Thái, thì chúng ta biết là cái điều đó nó phải có một cái gì đó. Và từ cái đó nó đã dẫn đến nhiều cái vấn đề khác. Nó lan truyền qua tài liệu vấn đề của Liban, nó lan truyền qua vấn đề của Yemen, và bây giờ nó trực tiếp đến vấn đề của Iran. Thì chúng ta thấy cái, quy nói là cái âm mưu này đó, bắt đầu nó thành hình. Nó thành hình rất là rõ, và nó dẫn đến cái cuộc chiến tranh ở khu vực này bùng phát. Và đặc biệt nó đang trói buộc Mỹ. Nó đang trói buộc Mỹ. Tuy rằng Tổng thống Joe đang cố gắng tối đa không tham chiến, nhưng mà Nguyên thấy khó. Gớt vào trong cái mạng lưới nhện nhện này, Tổng thống Joe khó có thổi. Tổng thống Joe khó thể nào mà thoát khỏi cái vấn đề này hết. Đáng tiếc là Nguyên không nhận hình ảnh về thiệt hại của Iran như thế nào. Cũng đáng tiếc là phía bên Do Thái vẫn chưa công bố họ tấn công ra sao. Cái này họ chỉ có biết là thông tin, họ biết tấn công thôi. Chúng ta không có nhận được bất cứ một cái thông tin chi tiết nào. Ấy thôi. Trong Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân mới vừa đến từ Việt Nam nhé. Đối với Nguyên, Iran là một sự... Nguyên nói ha, Iran bị người ta xúi dục và Iran phải nhận cái hậu quả đớn đau. Dù cuộc chiến tranh này có thể kéo dài bao nhiêu không biết, nhưng Iran sẽ thiệt hại nặng nề. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Úc Châu. Iran sẽ thiệt hại nặng nề, và cái thảm họa của Iran giống như Iraq. Bảo đảm như các quý vị luôn. Nó còn tệ hơn Iraq nữa.
cái thảm họa của Iran nó sẽ giống như Iraq. Dù đánh cách mấy thì đánh là trên lãnh thổ của Iran, chứ không trên lãnh thổ của do Mỹ được. Các vị biết đầu tiên nhất là cái lợi là dù đó Mỹ có tham chiến đi nữa thì để đánh trên lãnh thổ của Iran. Lãnh thổ của Mỹ cũng không ai đụng được. Đó là một cái thiệt hại đầu tiên rồi đó. Đánh trên sân nhà của mình, kiến trúc xây dựng hạ tầng của mình sẽ bị tiêu hủy. Còn kẻ địch thì họ không bị gì hết, dân của họ không bị gì hết, nhưng mình sẽ là thảm bại đó. Mà chiến tranh thì làm sao có chính xác 100% được? Trong một cuộc chiến thì làm sao có chính xác 100% được? Khi lúc đó đó, Do Thái thì ngược lại sau cuộc tấn công của Iran đó, thì được sự ủng hộ của đồng minh, đặc biệt là ông Netanyahu là được lòng dân. Vì khi lúc đó đất nước đang bị sự đe dọa thì ai cũng đoàn kết lại. Trong nội bộ chính trị, ông Netanyahu đã mất đi nhiều quyền lực trong thời gian vừa qua, thì bây giờ ông củng cố lại, vì đảng phái phải đoàn kết khi kẻ địch đang tấn công. Ngược lại thì ông Netanyahu đang bị người ta chỉ trích, và bây giờ thì không còn ai chỉ trích ông nữa. Và ngược lại bắt đầu là quyền lực và ủng hộ ông càng ngày càng mãnh liệt. Và cái điều đó nó sẽ dẫn đến cho ông nhiều cái sự quyết định táo bạo hơn trong những ngày kế tiếp, và đó là cái sự trả đũa chúng ta đã thấy rõ. Và đối với Nguyên đó là Iran đã bị người ta xúi dục nữa rồi. Iran đã bị người ta xúi dục. Iran đã được những lời cam kết là anh đánh đi, chúng tôi lo, chúng tôi bảo vệ. Nhưng mà đụng chuyện rồi ai bảo vệ? Đụng chuyện rồi ai bảo vệ? Cao lắm người ta viện trợ một chút xíu vũ khí, mà làm sao đánh với Mỹ được? Trời ơi, mình phải biết cái vị trí của mình với cái khả năng quân sự của mình chứ. Mình phải biết cái điều đó chứ. Trừ khi Nga và Trung Quốc trực tiếp gửi binh sĩ cho Iran là một chuyện khác. Mà cái điều đó Nguyên nghĩ không có đâu. Chuyện đó Trung Quốc sẽ không bao giờ làm đâu. Trung Quốc sẽ không bao giờ làm đâu các quý vị. Trung Quốc sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Trung Quốc sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Làm những cái chuyện mà ngu dại mà gửi binh sĩ. Trung Quốc có thể viện trợ tiền bạc và vũ khí là cái điều duy nhất Trung Quốc làm. Và Nga thì còn không đủ khả năng nữa. Nga bây giờ đang cuộc chiến tranh tại Ukraine, Nga làm sao có đủ nhân lực mà gửi. Nên là Iran, Nguyên nói là cái đợt này Iran là tay tua. Nguyên nói thực tế là cái đây là cái sự sai lầm khởi đầu, cái sự khiêu khích của Iran. Và cái điều đó nếu mà Iran đáp trả giống như là nhắm vào một cái lãnh sự quán của Do Thái ở một cái quốc gia nào đó thì là khác. Hay là đợt trước Iran nhắm vào trụ sở nào đó tấn công thì khác. Nhưng mà vừa qua là cái sự quy mô của Iran là tấn công một cách bừa bãi, nên đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của dư luận và của thế giới. Và cái hành động đó thì người ta đã muốn trừng phạt Iran rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó lại thêm một cái con cờ mới, cái vấn đề mới nữa là do ông Do Thái. Nguyên nói là Do Thái muốn lợi dụng Mỹ chứ không có cái gì hết. Do Thái ở khu vực Trung Đông, cái mối đe dọa lớn nhất của Do Thái chính là Iran. Chính là Iran. Và bây giờ Do Thái muốn lợi dụng cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ và đồng minh đang sôi sục bảo vệ trong cái giai đoạn này. Và bây giờ gửi thông điệp cho Iran, bây giờ anh muốn chiến tranh hay không là anh quyết định. Đó, giờ tôi bắn anh rồi đó, tôi trả thù rồi đó. Tôi bắn quy mô nhỏ hay quy lớn là tôi trả thù rồi đó. Bây giờ anh muốn hòa bình hay chiến tranh là anh quyết định. Nếu anh bỏ qua chuyện này thì Do Thái không có cái cớ gì để tiếp tục cuộc chiến nữa. Nếu mà Iran không bỏ qua thì có nghĩa là anh đã nhận cái đơn khiêu chiến của tôi. Cái thông điệp của Do Thái bắn hỏa tiễn đợt này là gửi cái thiệp khiêu chiến. Nè, thiệp khiêu chiến đó, lời anh nói cái gì? Đụng anh một cái thôi là anh sẽ đáp trả 10 lần. Tôi đã làm rồi đó. Bây giờ anh quyết định đi, chiến hay là hòa? Hiện bây giờ anh là người quyết định. Mấy bác nó không có tiếng hả? Mấy bác chắc mấy bác vào trễ đó. Mấy bác coi lại từ đầu đó, nên là khúc đầu nó không có tiếng. Chút xíu nè, chút xíu là nó có tiếng lại thôi.
tình trạng khá lo đúng không? Mấy bác nào làm nghề kinh doanh chắc là lo lắm. Nguyên nói thật luôn á, Nguyên mới vừa bán cái tiệm, Nguyên có một cái tiệm, còn một cái tiệm nhỏ, Nguyên mới vừa bán luôn nè, không thấy hối hận. Tuy rằng bán với cái giá cũng là hữu nghị mà không có hối hận các quý vị. Nguyên biết là tương lai kinh tế và đầu tư bây giờ là thấy nguy hiểm quá. Đầu tư và những cái lĩnh vực phục vụ về cái này cái kia đó, đó là Nguyên thấy bây giờ khó khăn quá. Nguyên thấy ai mà đầu tư vào trong những cái tiệm quần áo thì Nguyên khuyên là đừng có nên nha. Nguyên thấy bạn bè của Nguyên đầu tư trong lĩnh vực quần áo đóng cửa hàng loạt, đóng cửa hàng loạt. Bây giờ thì trong cái kinh tế, trong sắp sửa thế giới mà đang bị hỗn loạn đó, thì kinh tế ai cũng eo hẹp hết, người ta sẽ bớt đi mua sắm. Ăn người ta thì vẫn cố gắng, người ta đi chợ người ta ăn bắt buộc rồi đó, nhưng mà mua sắm thì người ta hạn chế lại, hạn chế lại. Nên là cái điều mà vẫn lãnh vực mua sắm thì chúng ta phải thận trọng vấn đề đầu tư và vấn đề mua sắm. Vì cái điều này hiện bây giờ cái xu hướng của thế giới đang nguy kịch, nó dẫn đến nhiều sự việc. À chờ Nguyên 3 giây. À chết. Nguyên mới vừa nhận cái bản tin của Iran. Nguyên không biết, Nguyên mới nó mới vừa gửi cho Nguyên. Nguyên không thể đọc được. Iran đã có phản ảnh gì đó rồi. À Nguyên mới vừa nhận được, đang là chương trình các vị, thì cái hệ thống máy của Nguyên khi Nguyên được cái báo chí của Nguyên, Nguyên ghi danh đăng ký đó, trong cái tờ báo mình trả tiền cho họ, mình trả tiền cho họ thì lúc mà có những cái báo tin mới thì họ sẽ gửi mail cho mình, họ gửi mail cho mình liền, họ gửi mail cho mình liền để cho mình nhận được cái bản tin. Thì Nguyên mới vừa nhận được bản tin của Tehran đến từ Iran. À Nguyên chưa biết Iran sẽ phản ứng như thế nào. Thôi giờ thế giới ngày hôm nay nó bất ổn quá. À, không biết các quý vị có lo hay không chứ mà Nguyên cảm giác là Nguyên hơi bị lo lo rồi đó, hơi bị lo lo rồi đó. À, vì cái bùng phát ở tại Trung Đông nó sẽ dẫn đến nhiều nguyên nhân lý do khác. Mỹ có thể là cái quốc gia đầu tiên tham chiến và nó có thể dẫn đến Pháp và Anh Quốc nữa. Nó dẫn đến Pháp và Anh Quốc và nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác. Hồi hộp chứ. Mấy bác ở Mỹ phải, tất nhiên đất nước của bác ra bước chiến tranh mà không hồi hộp mới lạ. Đặc biệt là cái cuộc chiến tranh này nó không phải là cuộc chiến tranh nhỏ đâu nha, nó không thua gì năm 1990 đâu nha. Nếu cuộc chiến tranh với Iran trực tiếp rồi nó không thua mà nó còn lớn hơn năm 1990 Mỹ đánh ở tại Iraq nữa đó. Nó không thua kém mà nó còn lớn hơn. Khi lúc đó cho Nguyên nói Iran có thể có sở hữu vũ khí hạt nhân nha. Chúng ta chưa biết Iraq thì chúng ta không rõ lúc đó, nhưng mà Iran là cái điều mà chúng ta có thể tình nghi lớn nhất. Chưa nói là trong cái giai đoạn này Nga và Trung Quốc đã có sự yểm trợ ngầm nữa. Mấy bác nào diều hâu thích chiến tranh thì chắc mấy bác vui lắm. Ngay trong diễn đàn của chúng ta thì có một số lượng mấy bác là lúc nào cũng hào hứng với cuộc chiến hết. Nhà Nguyên không biết lý do tại sao vậy đó, nhưng mấy bác lúc nào mà nghe nó có chiến tranh mấy bác hào hứng lắm. Chứ mà Nguyên mỗi lần nghe nó chiến tranh là Nguyên run lắm. Vì Nguyên cảm giác là kinh tế nó khó khăn, làm ăn không được, đi đứng khó khăn, khủng bố khắp nơi, làm cho mình cuộc sống của mình lúc nào nó cũng có một cái tiềm năng đe dọa, làm cho mình không thấy thoải mái. Cận kề thế giới đang ở trong một cái giai đoạn, thì ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng có lên tiếng là kêu gọi hòa bình, thì cho Nguyên xin lỗi Đức Giáo Hoàng nhé. Đức Giáo Hoàng là tôn giáo nên là lúc nào chúng ta đứng về cái khía cạnh hòa bình yêu thương của nhân loại, nhưng mà ác quỷ nó ở khắp nơi, độc tài nó quậy phá khắp nơi. Thế giới nó không không thể nào hòa bình được khi còn có độc tài và có ác quỷ đâu. Nên là nó đang quậy cái thế giới vào năm 2024. Đức Giáo Hoàng có kêu gọi cách mấy đi nữa thì Nguyên nghĩ là Putin cũng sẽ không ngừng cuộc chiến, và Iran cũng không biết phản ứng như thế nào. Đức lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Nguyên nghĩ là chỉ có cầu nguyện với Chúa, để kêu là Thượng Đế, Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha gì đó, ban phước lành gì thôi. Chứ nói thật với cô chú và anh chị em là khó thể nào trong một cái bối cảnh ngày hôm nay và thế giới nó có thể được an bình. Trung Nguyên tạm ngừng chương trình này ở đây, chương trình này nó rất là nóng, nhưng mà tiếc thay á, là cái bản tin liên quan đến
Iran và Do Thái đó, nguyên cũng giống như các cái vị là nguyên thức dậy Ấn Độ, tắm rửa ăn sáng thì nguyên mới nhận được cái bản tin và nguyên mới viết bài để mà nhớ bản tin, sẵn tiện thì làm những bản tin của Y Khanh luôn và mới lên chương trình cho các quý vị được. Thì bản tin nó đang nóng, vừa thổi thì nó đang biến cố, nguyên có nhiều chi tiết nguyên không nắm rõ. Nếu Iran đáp trả thì nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị luôn. Nếu Iran đáp trả, tất nhiên là nguyên sẽ cập nhật bằng cái những cái hình thức mà nguyên có đủ khả năng làm được, cập nhật cho các quý vị luôn. Nhiều khi không có thể cập nhật hết những chi tiết lớn, cập những chi tiết nhỏ cho các quý vị đi theo dõi, để cho các quý vị thấy rõ được cái tình trạng như thế nào nếu những biến cố nó lớn lên. Chứ bây giờ thì thực tế thì nó quá nóng, nó quá hổi thì cái gì nguyên cũng không thể quá nắm rõ được. Đó là nguyên phải làm việc nữa, nguyên phải làm việc tiếp, phải đọc nhiều bản tin liên quan đến Iran, phản ảnh của Iran và Iran có đáp trả hay không, nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị chiều nay. Trừ khi tình trạng nó quá khẩn cấp, thế giới nó quá nguy hiểm thì nguyên mới cập nhật cho các quý vị một cái chương trình đặc biệt nữa. Còn nếu không thì chiều nay cái giờ Việt Nam của chúng ta đó là giờ châu Âu là 1 giờ, giờ Việt Nam là 6 giờ chiều đó, thì chúng ta sẽ gặp lại với những bản tin hot mà thế giới đang căng thẳng. Cảm ơn tất cả các quý vị nhiều đã ủng hộ chương trình, cảm ơn các quý vị lúc nào cũng đồng hành cùng Nguyên và Nguyên cũng cố gắng phục vụ cho các quý vị những bản tin hot nhất, đúng kịp thời kịp lúc với nhiều bản tin cực kỳ quan trọng trong thời gian gần đây. Bye bye các quý vị.